chia sẻ loa chép hay cho anh em nha. Nay thì em có setup lại một cái bộ hệ thống âm thanh đám cưới. Thế nhưng mà khi lên setup thì lại nghe thấy hai cái chép của cái bên này nó không đạt được cái chất lượng. Sau đó em có tiến hành em tháo ra anh kiểm tra thì có gặp vấn đề thứ nhất. Đây, khi anh em thay cái côn chép, đây là thực ra là trong quá trình làm thì mình không thể tránh được cái việc cháy vì làm hệ thống ngoài trời. Thế nhưng mà khi thay thì anh em lưu ý cho em là phải thay đảm bảo cái yếu tố thứ nhất. Hiện tại anh em thấy cái vòng này nó đang bị tì này. Nó đang bị tì vào cái nhựa này. Thế bây giờ cái màng này mà bị tì bị giữ lại ở cái nhựa như vậy thì cái màng chép nó không thể dao động được. Dẫn đến là cái tiếng chép nó không có đủ độ tơi và đủ độ thoáng. Đó. Đây là cái yếu tố thứ nhất. Thì sau khi tháo chiếc bên này ra mình lại thấy rằng là khi thay côn chép thì chúng ta đánh mất cái vòng đệm. Đây. Trong này nó có một vòng đệm. Thì bên này không có. Đấy là lý do vì sao mà nó bị tì. Đó, là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai bên này thì chắc là bác thợ trước là thấy là bị gãy. Đây em thấy là bị đây. Gãy cái này. Thì không dán vào keo cái này lại mà sử dụng cái phương án là dán luôn cái cục sắt này, dùng băng dính hai mặt. Đấy, dán luôn cái miếng này lên. Đây là cái nhựa nha. Dán luôn lên cái màng loa. Thế bây giờ anh em mình dùng là cái màng chép mà người ta yêu cầu càng nhẹ càng tốt. Đã phải dùng đến cả màng titan để cho nó nhẹ thì lại chơi bài dán cả cái cục nhựa lên đây nó nặng. Thì làm sao mà tiếng chép nghe hay đúng không? Nên là khi thay côn chép là anh em cũng hết sức là lưu ý về những cái vấn đề này. Riêng cái màng chép là phải càng nhẹ càng tốt. Đã. Trên bến sóng buồn nhớ thương em.